Chán như vậy thì giờ mình coi phim gì bây giờ anh Long? Tun tematon sotilas. Những người lính không tên. Coi đi, phim này cực hay. Nếu mà bạn đang chán đời, hay là bạn mới vừa bị bồ bỏ, hay là vừa mới ABC XYZ hay gì đó, thì các bạn phải coi phim này. Bởi phim này đảm bảo hay. Và tôi hứa với các bạn, khi mà các bạn xem phim này xong, các bạn sẽ điền vào giấy đăng ký đi nghĩa vụ quân sự ngay lập tức. Kuule siellä Vänsk, jos sinä tarvitset oikein hyvää miestä, niin tässä sinulla on sellainen. Những người lính không tên là một bộ phim Phần Lan lấy bối cảnh vào những năm cuối của chiến tranh thế giới thứ hai. Và những năm cuối đó thì cụ thể ở đây đó chính là mặt trận Phần Lan. Thì những người lính, một tốp lính này là một cái tốp lính gọi là cách tân với tư tưởng là cảm thấy chiến tranh là vô nghĩa, bởi vì đi đâu cũng thấy chết, đi đâu cũng thấy đồng đội hy sinh. Miksi ette antaneet meidän olla rauhassa? Mitä te aloititte? Suomen sotilas vastaa 10 ryssää. Phim này không chỉ những nói về lịch sử chiến tranh hoặc là lịch sử về Phần Lan hay là thế giới hay không, mà ở đây ta còn thấy được ở trong đó là một cái câu chuyện tình rất là những cái câu chuyện tình rất là lãng mạn của những người lính. Và đâu đó thì một cái anh chàng nào đó thì tự nhiên gặp một cô gái và đem yêu, và cuối cùng thì bạn coi phim thì bạn sẽ biết. Đây là một bộ phim được đánh giá cực kỳ cao và được xem như là di sản quốc gia của nước Phần Lan. Và với một cái điểm rating 7.9 trên 10 thì các bạn biết cái độ khủng của cái phim này như thế nào. Nó có thể được so sánh như là và có thể được đánh giá cao hơn những bộ phim rất là nổi tiếng như là The Theory of Everything, Hacksaw Ridge hay là The Death of Stalin, Love Roses chẳng hạn. Các bạn nên coi, bởi vì nhìn vô cái điểm thôi là các bạn có thể thấy được độ khủng của bộ phim này như thế nào rồi. Suomen pojat, tulkaa hakemaan leipää! Tuu sinä hakemaan leipäs päälle voita! Và đạo diễn Aku Luhemies, anh chàng tâm lý này, đã tái hiện một cách rất chân thực những cái cảnh khốn khó của quân đội. Khi mà các bạn biết tưởng tượng được cái mùa đông của Phần Lan nó lạnh cỡ nào. Những người lính có vợ hoặc là những người lính mà vừa mới chớm nở tình yêu là lại phải đi ra xung phong ra tiền tuyến để mà chiến đấu vì một cái cuộc chiến vô nghĩa. Mihin tästä tollaankaan lähdetään? Missä helvetti asti? Ok, và ở đây mình sẽ không nói thêm nữa, bởi vì nếu mà mình nói thêm nữa thì sẽ spoil mất bộ phim. Bạn hãy dành 3 tiếng ở nhà của mình hoặc là đi đâu đó yên tĩnh và coi bộ phim này để thấy được cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm, cuộc đời này vẫn còn thú vị lắm, vẫn còn nhiều nấc thang để mà mình chinh phục lắm. Tất cả những chuyện buồn chán trên đời này thì chẳng có là gì so với những cái anh chàng không tên này đâu. Thì ở đây có thể là các bạn xem phim xong là các bạn có thể thấy được biết đâu được tình yêu của mình lại đến trong vòng 8 phút cuộc đời thôi, lại đến trong một cái căn nhà, một cái căn phòng nhỏ xíu. Phim này hiện đang có miễn phí ở trên mạng, các bạn có thể Google nó hoặc là các bạn trả phí để mà coi HD trên YouTube Premium. Và nếu mà các bạn có những thời gian rảnh vào cuối tuần thì các bạn nên ngồi 3 tiếng và coi hết bộ phim này, bởi nó không tốn 3 tiếng cuộc đời bạn đâu. Phim bạn Long review không hay thì chỉ có dở. Tuletaan sinä takaisin.